Tổng Bí thư Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm đại sứ tại Liên Hiệp Quốc và các nước. Ông Đỗ Văn Chiến tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Vụ thi thể tại quán karaoke An Phú, phát hiện chiếc điện thoại tại hiện trường. Khởi công xây cầu Phong Châu mới trong tháng 12 năm 2024. Diễn biến không khoan nhượng giữa Israel và Hezbollah. Xin kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin tổng hợp 5 giờ sáng được phát sóng trên kênh YouTube của báo Người Lao Động. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Chiều 18 tháng 10 tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại các nước, tổ chức quốc tế nhiệm kỳ 2024-2027. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phan Thị Kim Oanh công bố quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền, đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc và đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Campuchia, Singapore và Ukraine. Trao quyết định và giao nhiệm vụ cho các đại sứ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng và khẳng định các đồng chí được giao nhiệm vụ lần này đều là những nhà ngoại giao chuyên nghiệp có nhiều kinh nghiệm trong công tác đối ngoại. Chia sẻ với các đại sứ được bổ nhiệm về thuận lợi khó khăn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết đây đều là những địa bàn quan trọng trong đường lối đối ngoại của đất nước. Trong đó, Liên Hiệp Quốc là tổ chức đa phương lớn nhất, tập trung nhất, giải quyết những vấn đề quốc tế. Campuchia là nước láng giềng hữu nghị, khu vực ưu tiên trong chính sách đối ngoại. Singapore là đối tác chiến lược có mối quan hệ mẫu mực, nhiều tiềm năng, cơ hội thúc đẩy phát triển trong ASEAN. Ukraine là bạn bè truyền thống, đối tác toàn diện. Sáng ngày 18 tháng 10, phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029 được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Sau hơn 2 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới và sáng tạo, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10 đã thành công tốt đẹp. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ 2019-2024, tiếp tục được tín nhiệm cao, hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Ông Đỗ Văn Chiến, sinh ngày 10 tháng 11 năm 1962, dân tộc Sán Diều, quê quán xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Trình độ học vấn, Đại học Nông nghiệp chuyên ngành trồng trọt, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng khóa 10, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 từ tháng 5 năm 2024, đại biểu Quốc hội khóa 13, 14, 15. Ông Đỗ Văn Chiến từng giữ các chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ 2019-2024. Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2024-2029, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10, trân trọng cảm ơn Đại hội đã tín nhiệm cao, hiệp thương dân chủ, cử 397 vị tham gia Ủy ban, 67 vị tham gia đoàn Chủ tịch, hiệp thương cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, hai Phó Chủ tịch chuyên trách và 7 Phó Chủ tịch không chuyên trách. Ngày 18 tháng 10, một nguồn tin của phóng viên báo Người Lao Động cho biết liên quan đến thi thể được phát hiện tại quán karaoke An Phú bỏ hoang, đường Trần Quang Diệu, khu phố 1A, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Bước đầu nhận định đây có thể là một tai nạn. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra
và chờ kết quả xét nghiệm ADN của nạn nhân, nguồn tin cho hay. Theo nguồn tin này, tại hiện trường, công an còn phát hiện thêm chiếc điện thoại được cho là của nạn nhân. Đây là tình tiết quan trọng trong quá trình điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong. Theo cơ quan điều tra, sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân về việc phát hiện một số bộ phận cơ thể người đang trong quá trình phân hủy, các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, qua đó phát hiện dưới hố nước phòng cháy chữa cháy bên trong quán karaoke An Phú có thi thể người đàn ông vẫn còn nguyên vẹn. Phần thi thể này bị che lấp bằng nhiều rác và phế liệu bên trên, chỉ lộ ra phần đầu đã bị phân hủy mạnh gác lên miệng hố. Do vậy, người phát hiện thi thể này trình báo với cơ quan chức năng chỉ có phần đầu và tay tại đây. Sáng ngày 18 tháng 10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình triển khai dự án xây dựng cầu Phong Châu mới của tỉnh Phú Thọ. Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc đầu tư xây dựng lại cầu Phong Châu là nhiệm vụ cấp bách, phải thực hiện khẩn trương, áp dụng cơ chế đặc thù, lựa chọn nhà đầu tư để xây dựng cầu Phong Châu nhanh nhất, bảo đảm an toàn, chất lượng. Tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ ngành và tỉnh Phú Thọ đã phân tích, thảo luận phương án giao cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ hay Bộ Giao thông Vận tải làm cơ quan chủ quản đầu tư, xác định các mốc tiến độ triển khai dự án để hoàn thành trong năm 2025. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang khẳng định mong muốn lớn nhất của địa phương là có cầu Phong Châu mới trong thời gian sớm nhất. Tỉnh đã nghiên cứu các phương án đầu tư và nhận thấy với mốc tiến độ đặt ra, việc Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư sẽ thuận lợi nhất. Đồng tình với ý kiến này, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Trần Quốc Phương cho rằng đây là dự án thực hiện theo tình huống khẩn cấp. Vì vậy, khi Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư sẽ rất thuận lợi trong triển khai dự án, như không phải phê duyệt chủ trương đầu tư, được phép chỉ định nhà thầu khảo sát, thiết kế, thi công. Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính cũng thống nhất sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương trong năm 2024, giải ngân theo tiến độ của dự án. Ngày 18 tháng 10, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh tuần tra kiểm soát giao thông trên đường Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu. Khoảng 7 giờ, cảnh sát giao thông đã dừng xe của một học sinh nam mặc đồng phục của một trường trung học phổ thông ở thành phố Thủ Đức để kiểm tra hành chính. Nam sinh bị kiểm tra là NJK, 16 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, chạy xe điện chở bạn đến trường, song cả hai đều không đội mũ bảo hiểm. Khi cảnh sát giao thông kiểm tra, K không xuất trình được giấy tờ đăng ký xe. Với lỗi vi phạm này, nam sinh bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt hành chính, tạm giữ phương tiện. Gia đình nói đi xe điện thì không cần mũ bảo hiểm nên em đã không biết, K nói. 5 phút sau, tổ công tác cũng phát hiện NVMQ, 17 tuổi, chạy xe máy 50 phân khối đến trường, chở một học sinh khác không đội mũ bảo hiểm. Lập tức cảnh sát giao thông cho dừng phương tiện để kiểm tra hành chính. Trong lúc làm việc, Quy nói, lúc gần đến trường, bạn có xin đi nhờ nên em chở, không ngờ bị cảnh sát giao thông xử lý. Cùng ngày 18 tháng 10, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thủ Đức phối hợp đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh, công an phường Bình Thọ và công an phường Liên Chiểu đã kiểm tra một số bãi xe ở trường học trên địa bàn. Theo quy định, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe máy trên 50 phân khối sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. Ngoài ra, người giao xe cho người không đủ điều kiện lái xe cũng bị phạt tiền từ 800.000 đến 2 triệu đồng. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác được chúng tôi cập nhật đến 5 giờ sáng nay. Những ngày qua, trên địa bàn thành phố Cần Thơ liên tục mưa lớn kết hợp với chiều cường khiến nhiều khu vực trong nội ô thành phố bị ngập nặng. Có nơi trong nội ô Cần Thơ mực nước cao từ 50 đến 70cm nên nhiều nhà dân bị nước tràn vào gây hư hỏng tài sản. Cụ thể, mưa lớn trong 4 buổi chiều từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 10 khiến tình trạng kẹt xe liên tục diễn ra, dù được lực lượng cảnh sát giao thông trực tiếp điều tiết và hỗ trợ người dân. Trước các cổng trường, mưa lớn đúng lúc tan học nên rất nhiều phụ huynh và học sinh phải vật lộn trong vùng nước ngập sâu. Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, hai ngày qua,
mực nước trên sông Hậu tăng cao theo kỳ chiều cường rằm tháng 9 âm lịch. Kết hợp với mưa lớn và lũ thượng nguồn đổ về, mực nước ghi nhận trên sông Hậu ngày 17 tháng 10 tại trạm Thủy Văn Cần Thơ là 2,11 m, nhưng đến lúc 17 giờ thì lên mức 2,12 m, vượt mức báo động 3, cao hơn hôm qua 12 cm. Theo dự báo, chiều cường sẽ tiếp tục tăng và mưa vẫn có thể kéo dài trong những ngày tới, nên nội ô thành phố Cần Thơ có thể tiếp tục ngập sâu. Bộ Giáo dục Đào tạo chiều 18 tháng 10 chính thức công bố 18 đề thi minh họa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025. Đề thi tham khảo bảo đảm đúng quy định về cấu trúc, định dạng, đề thi, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, đồng thời bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018 và chủ yếu là lớp 12. So với những năm trước, năm nay đề thi tham khảo được công bố sớm hơn gần 5 tháng, qua đó giúp nhà trường, giáo viên, học sinh chủ động trong quá trình dạy, học và ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi để đạt nhiều mục tiêu đề ra như phương án Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2025 là năm đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được tổ chức theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ngày 18 tháng 10, Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu cho biết đã bắt đối tượng Nguyễn Đông Giang, sinh năm 2002, ngụ xã Bình Ba, huyện Châu Đức, để điều tra vụ đục tường để trộm tiền và vàng trên địa bàn. Cùng ngày, công an cũng đã đưa Giang đi thực nghiệm hiện trường. Trước đó, ngày 16 tháng 10, bà TH, ngụ thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, trình báo việc bị kẻ gian trộm đi nhiều tài sản có giá trị như kiềng cổ, vòng tay, bông tai, lắc tay, nhẫn bằng vàng. Cụ thể, trưa cùng ngày, khi gia đình bà Hát nghỉ trưa xong và đi làm, kẻ gian đã lợi dụng trời mưa lớn để đập phá tường, đột nhập vào nhà và đục phá két sắt. Sau khi tiếp nhận thông tin bị hại trình báo, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Châu Đức đã phối hợp với Công an thị trấn Ngãi Giao tiến hành trích xuất camera, truy xét đối tượng. Đến khoảng 18 giờ ngày 17 tháng 10, đã xác định và đưa được đối tượng gây án về cơ quan công an làm việc. Giang khai nhận, trưa ngày 16 tháng 10, thuê xe ô tô tự lái với mục đích đi trộm cắp tài sản. Khi đến nhà bà Hát thì nghe tiếng chó sủa nên Giang bỏ đi. Sau đó cầm theo búa quay lại đập bức tường nhà bà Hát, mở chốt cửa để đi vào nhà. Ngày 18 tháng 10, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra vào khoảng 1 giờ cùng ngày trên đường liên xã Nam Bình Thuận Hạnh thuộc xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên xe bán tải mang biển kiểm soát 74C109XX, chưa rõ danh tính người điều khiển, lưu thông trên đường liên xã đã bất ngờ mất lái lao xuống mương nước bên đường. Hậu quả, chiếc xe bán tải bị lật úp dưới mương nước, khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin quốc tế nổi bật. Mời quý vị tiếp tục đón xem. Hezbollah tuyên bố cuộc chiến với Tel Aviv bước sang giai đoạn mới khốc liệt hơn và lần đầu tiên sử dụng tên lửa dẫn đường chính xác tấn công Israel. Cuộc đối đầu của chúng tôi với Israel chuyển sang giai đoạn leo thang mới. Điều này sẽ được phản ánh trong những diễn biến và sự kiện trong những ngày tới, Hezbollah ở Lebanon hôm 17 tháng 10 nhấn mạnh. Thông báo được đưa ra sau khi quân đội Israel cho biết lực lượng của họ đã tiêu diệt thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar, một đồng minh của Hezbollah, vào ngày 17 tháng 10. Cụ thể, lực lượng phòng vệ Israel IDF hôm 17 tháng 10 thông báo thủ lĩnh Sinwar đã bị tiêu diệt tại một địa điểm không xác định. Ông Sinwar được xem là người đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động quân sự của Hamas, bao gồm các cuộc tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Theo đài RT, Bộ trưởng Ngoại giao Israel, Israel Katz, cho biết thủ lĩnh 61 tuổi của Hamas này là một trong ba tay súng thiệt mạng trong cuộc tấn công quân sự của Israel vào Gaza. Tuy nhiên, tuyên bố của Hezbollah không đề cập đến thủ lĩnh Hamas. Hàng trăm chiến binh đã sẵn sàng chống lại bất kỳ cuộc tấn công trên bộ nào của Israel vào các ngôi làng phía nam Lebanon, vẫn tuyên bố từ phía Hezbollah cho hay, đồng thời nói rằng các cuộc tấn công nhằm vào Israel đã gia tăng trong những ngày gần đây.
Hezbollah cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa của họ tiếp tục leo thang từng ngày, với các cuộc tấn công bằng tên lửa dẫn đường chính xác được triển khai lần đầu tiên. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hôm 18 tháng 10 đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết Hàn Quốc là một quốc gia thù địch. Ông Kim cũng cảnh báo rằng sẽ sử dụng vũ lực nếu chủ quyền của Triều Tiên bị xâm phạm. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin về phát biểu của nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong chuyến thị sát tới trụ sở của quân đoàn 2 của quân đội Triều Tiên hôm 17 tháng 10. Theo Yonhap, ông Kim một lần nữa nêu ra tầm quan trọng của việc tăng cường khả năng chiến đấu và bảo vệ an ninh của đất nước thông qua năng lực sẵn sàng chiến đấu áp đảo thường trực, bao gồm răn đe hạt nhân. Những phát biểu này được đưa ra một ngày sau khi KCNA cho biết Hiến pháp Triều Tiên xác định Hàn Quốc là một quốc gia thù địch và từ bỏ mục tiêu thống nhất hai miền Triều Tiên, từng được xem là mục tiêu của quốc gia. Theo hãng tin Reuters, ông Kim cũng cho biết bản chất liên minh Hàn Quốc-Mỹ đã thay đổi và các cuộc diễn tập quân sự của hai nước này ngày càng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Triều Tiên phải có lực lượng răn đe hạt nhân mạnh mẽ hơn. Về việc quân đội Triều Tiên phá hủy các tuyến đường bộ và đường sắt kết nối với Hàn Quốc trong tuần này, ông Kim cho biết điều đó đồng nghĩa với việc không chỉ đóng cửa thực tế mà còn chấm dứt mối quan hệ với Seoul. Hồi tuần trước, Bình Nhưỡng đã tuyên bố sẽ cắt đứt hoàn toàn các tuyến đường liên triều và củng cố thêm các khu vực ở phía bên biên giới Triều Tiên trong nỗ lực thúc đẩy hệ thống hai nhà nước, xóa bỏ mục tiêu thống nhất lâu nay. Tỷ phú Elon Musk tổ chức buổi vận động đầu tiên cho ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump tại vùng ngoại ô Philadelphia, bang chiến trường Pennsylvania. Trong sự kiện do Ủy ban Hành động Chính trị PAC, America PAC tổ chức hôm 17 tháng 10, tỷ phú Elon Musk đã phát biểu khoảng 15 phút, sau đó trả lời câu hỏi của đám đông. Rất nhiều khán giả đội mũ Make America Great Again, khẩu hiệu quen thuộc của ông Donald Trump, tạm dịch là làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, theo ABC News. Đám đông đứng dậy và quay chụp khi ông Musk, nhà sáng lập Tesla và SpaceX, đồng thời là chủ sở hữu nền tảng X, bước lên sân khấu. Họ gần như đứng trong suốt bài phát biểu và reo hò khi vị tỷ phú nói về hiến pháp Mỹ cần phải được duy trì. Ông Musk hàm ý, nếu Đảng Dân Chủ kiểm soát Nhà Trắng thêm 4 năm nữa, họ sẽ hợp pháp hóa rất nhiều người nhập cư bất hợp pháp. Trong buổi vận động, ông Musk cũng đề cập gian lận bầu cử, một vấn đề ông Trump thường xuyên nhắc tới dù không có bằng chứng. Vị tỷ phú mỉa mai khi nhắc tới hệ thống bỏ phiếu Dominion, vốn là trung tâm của các thuyết âm mưu trong cuộc bầu cử năm 2020, ám chỉ việc hệ thống này được sử dụng ở các bang chiến trường quan trọng, Time of India đưa tin. Ông Musk khuyến khích đám đông kêu gọi bạn bè cùng gia đình đăng ký đi bỏ phiếu. Vào cuối phiên hỏi đáp, một nhóm người yêu cầu ông giải thích liệu có nên đi bỏ phiếu sớm ở Pennsylvania không. Vị tỷ phú đáp, mọi người nên đi bỏ phiếu ngay lập tức. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin tổng hợp 5 giờ sáng của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng kênh YouTube của Báo Người Lao Động ở các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.